Thì hiện tại mình đã vác cái binh 100W lên rồi. Đó, đó là 300W binh của mình. Còn cái kia là tấm nhỏ nhỏ là tấm 30W. Nhưng mà 30W thì dành cho hệ độc lập, còn 300W thì dùng để hòa lưới. Bây giờ mình bổ sung thêm một tấm 100W vô cho hệ hòa lưới luôn. Thôi mình làm đỡ thì ở trên mình lót tấm pin năng lượng mặt trời là bá đạo luôn á. Đây là cái quạt gió nè, quạt gió này nó sẽ hút cái hơi nóng từ cái bộ hòa lưới này đẩy lên lên ngoài, và sẵn tiện á mình tận dụng cái luồng hơi gió mát á, mình thổi mát cái cục wifi luôn, lúc đầu mà nó nóng lắm. Cái này nó cũng nóng, lâu lâu sum nó mới mở nên sẽ dễ bị hư thiết bị hơn. Nói chung mà sản phẩm nào á mà mát mẻ nhiều á thì nó sẽ bền hơn so với cái thiết bị mà làm nóng liên tục, nên mình mới lắp thêm cái quạt và quạt hút cưỡng bức. Mình dùng quạt 12V của cái bộ nguồn máy tính á, hút phên thổi ra chứ không có thổi từ hút ở ngoài, không khí ở ngoài thổi vô, mình sẽ hút từ từ trong trong lòng máy hút ra ngoài thổi ra, nó muốn hút bụi nó thổi ra chứ không có vụ mà hút ở bụi ở trong ngoài môi trường thổi vô trong máy, nó sẽ bị dính bụi trong trong máy thì không tốt. Bây giờ mình tiến hành đóng lưới điện nè, đóng điện DC nè các bạn. Nó lên 74 vô 69, thấy không, bây giờ nó hòa được 300W binh, từ ổn định lắm chứ, tại mình đang còn sử dụng tụ nó để cho nó lúc những trời nắng yếu á để cho nó bù một tí, nó giữ lại nó khỏi bị chập dờn điện áp thấp. Bây giờ mình mới hiểu tại sao á là cái sum 1000W của mình nó không lên được 316W, là do nó bị tụ, nó ngậm ngậm tụ rồi nó nổ bụp luôn mới ghê chứ. Thì bây giờ lên được 63V nè, sản sinh ra được 316W nè. Nhà mình hiện tại xài là khoảng tầm 400W á, bây giờ nó tụt xuống còn là 130W nè các bạn, là 400 với 100 là tầm khoảng 400W, 500W đó. Thì nó trừ bớt 300 còn là 130W. Thì mấy bạn cứ hiểu rằng là cái này là bộ bù điện mình xài á, với năng lượng mặt trời sản sinh vô, và cái bộ xanh xanh này, bộ sum này nó sẽ hòa lưới điện vô cho mình.
giống như nhà mình xài được 500W thì nó hòa cho mình được 300W gì đó, thì nó sẽ tiết kiệm được một phần nào đó tiền điện, khỏi bị đánh giá cao của điện lực. Điện lực nó hay cái bạn xài càng nhiều thì nó bạn trả tiền càng nhiều, làm lũy lũy bậc là bạn xài bậc 2 thì giá rẻ tiền là 2.000, bậc 3 là giá 3.000, bậc 4 là giá 4.000, quý mình ví dụ vậy. Chứ giá thì hồi đó video mình nói rồi chứ nhiều quá mình cũng không nhớ hết mấy giá thằng điện lực nó riết nó giàu à, đứa nào không giàu đó. Bây giờ hiện tại á, mình đã lên được 700W là mới bật máy lạnh á, chứ không thì nhà mình nó lên tới 1.000W rồi đó, tại do bớt 300W đó. Kiến tha lâu ngoài tổ, bên năng lượng mặt trời thì được cái nó bền, nói chung là nó bền. Còn cái này thì mình đã nói rồi, cái này không biết có bền không, nói chung là còn mong mình bảo quản kỹ thì chắc nó mong nó bền. Tại nhà mình có chống sét nè, thì cũng đã nói rồi, chống sét nè, lọc lọc nguồn nè, ở trên này có lọc nguồn nè đó. Rồi ở ngoài kia thì cũng có sơ bi chống sét của năng lượng mặt trời luôn, cái này chống sét của điện gia đình, điện nó nhìn sợ là cái mấy cái thiết sét đánh vô đường điện của nhà mình á, rồi nó truyền vô trong đây và vô thiết bị sum cháy sum, nên mình phải cắm thêm sét nữa. Và với lại chống sét này nó sẽ bảo vệ các thiết bị trong gia đình mình hơn, sẽ bền hơn. Nói chung là tiền nào cũng ấy thôi, bạn tăng cường an ninh bảo mật càng tốt thì giảm thiểu rủi ro thôi đó. Bây giờ lên được 360W nè, lộn, 330W đó. Đây là cái con tụ này, nó bị nổ tụ cái này rồi nè. Bạn coi hiện tại mình đi dây nó hơi bị hày, chứ mai mốt có tiền mình sẽ làm thêm, làm lại cho nó gọn gàng hơn, nhìn bay hay quá. Thôi mình đến đây video xin kết thúc, mình hẹn gặp lại bạn video sau. Nhớ like và đăng ký kênh, lần sau video sau mình sẽ so sánh ưu điểm và nhược điểm của bộ hòa lưới sum thế hệ thứ hai so với sum thế hệ thứ nhất, mình tạm đặt tên như vậy. Bye bye.